chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Bây giờ là 3 giờ chiều này. Hôm nay mình có đi qua đường Lò Siêu á. Mình quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó là cái xe bánh thấy đi qua hấp dẫn quá, mình xin vô quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó. Cùng mình vô khám phá xem đây món bánh gì nhá. Thấy có hai cô ở đây bán này cả nhà. Ở đây ngay số đối diện 18C đường Lò Siêu, quận 6 nhé. Cô chú anh chị bạn ai có ở gần khu vực này thì mình ghé đây mua thưởng thức á. Mình thấy ở đây có quá trời xe bán này, bên kia có bánh tráng nướng nữa cả nhà. Có chào hai cô nhá. Dạ. Đây mình bán cái bánh gì cô? Thấy lạ quá. Bánh hẹ. À đây bánh hẹ cô. Bánh hẹ Tây Môn cũng gắn ba loại. Dạ, à bánh hẹ cả nhà. Cái này mình bán bao nhiêu tiền một cái hả cô? 8.000. 8.000 một cái ạ. Thấy đứng đây thơm quá. Thấy lạ, nay thấy mới thấy món bánh hẹ đó. Bán mấy chục năm rồi, bây giờ mới thấy trời. Ồ, cô đây bán mấy chục năm rồi cô? 40 năm rồi. 40 năm rồi hả? Rồi. Dạ. Ồ, cả nhà thấy không? Chiên nó giòn, nó vàng này. Có cái này màu hồng nữa hả cô à? Cái đó là người ta đặt. Dạ. Cúng. Dạ. Cái này có nguyên một đĩa. Mấy loại màu hồng, màu trắng. Thôi đây không có tiền lại. Ở đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô nhỉ? 3 giờ bán tới 6-7 giờ. Dạ, từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều đó. Bán không biết được, có khi hết sớm, có khi hết nhẹ. Dạ. Ồ, hai cô mà bán được cái món này ở đây hơn 40 năm rồi á. Thấy lâu đời. Dạ. Má cô bán là từ thời đó xong truyền nghề cho cô đó. Như cái bánh này ở trong cái nhân nó có cái gì đặc biệt không cô? Không, cái này là đơn giản, cái này bánh người Hoa. Dạ, bánh người Hoa. Người Hoa đơn giản lắm, không có gì đặc biệt, không có thịt thò gì hết á, nhưng mà người ta ăn gì. Dạ, không có thịt gì hết á. Không. Cái bánh này mình ăn chay được không ta? Được, ăn chay được. À, ăn chay được. Thấy là có hành. Hẹ chứ không phải hành. Hẹ, hẹ, đúng rồi. Con nhầm. Cái màu xanh là hẹ nè. Dạ. Cái màu có chấm đỏ là khoai môn. Dạ. Có màu này là củ sắn. Dạ. Đó, có ba loại đó. Bên đây là nước chấm này. Nước chấm này là ăn chay được. Muối với đường thôi. Dạ. Muốn ăn thử thì mua đi. Dạ, thì con mua về ăn thử á. Thấy là thơm quá. Dạ. Mua ba cái, ba thứ ăn thử. Dạ. Cái nào ngon thì mua cái đó. Dạ. Người ta lại mua của cô nhiều là bánh hẹ không? À, cái bánh hẹ mình ở đây là bánh đó là bán chạy nhất hả cô? À, dạ. Cái kia là người ta ăn kèm thôi. Rồi tối làm cho người ta cúng 100 mấy cái, 200 cái. Dạ. Ồ, cái bánh hẹ ở đây là bán chạy nhất rồi mình ạ. Bánh hẹ là đặc sản. Dạ. Còn mấy cái kia cũng người ta ăn luôn nhưng mà người ta ăn kèm. Với người ta thích ăn nhất là bánh hẹ. Dạ. Ở đây thấy mấy cô bán là bánh tráng nướng rồi, quá trời món ăn vặt này cô ạ. Dạ. Đây bánh tráng nướng này mới đây thôi. Dạ. Bánh tráng còn có bánh hẹ này của người Hoa lâu lắm rồi. Dạ. À, bánh hẹ của người Hoa này. Lâu lắm rồi, bánh này của người Hoa lâu lắm rồi. Đóng sao quá rồi. Chắc nhà mình cũng gần đây hả cô? Nhà này là ổng tây mà. Dạ. Thế nhà mình có ở gần khu này không? Nhà này ở trong đây. Dạ, trong đây, gần đây. 23/2C. Dạ. Ừ, thấy nó đang chín mà giòn giòn này cả nhà, vàng này. Như mấy cái này này, thấy nó vàng này. Thơm. Bánh hẹ bán chạy nhất. Này là bán chạy nhất. Dạ. Nhưng mình trên này khoảng bao nhiêu phút là chín được không? Được, lửa lẹ thì lẹ, lửa chậm thì chậm. Dạ, khi nào nó vàng nó chín đều là chín. Cái màu hồng nó nhìn luôn. Màu hồng nhìn người đẹp. Người ta đặt đó, hôm qua người ta đặt, có đặt cho mấy cái. Dạ. À, mình có hồng, mình nếu mà đặt hẹ thì mình cho hẹ vô ạ. Ừ, dạ. Người ta đặt cúng người ta mới muốn màu hồng. Dạ. Ồ, thấy người ta đặt cúng là chọn màu hồng đó. Có cái bánh chiếc lá nữa. Dạ. Cái bánh chiếc lá của người Hoa nữa. Dạ.
đây chắc cô gốc người Hoa luôn ạ. À. Dạ. À, cái đó là dầu đó là cô. Dạ luôn. Dạ. Thơm quá. Tí cô làm cho con mới loại hai cái mang về. Dạ. Ăn đi ăn thử đi mà muốn. Dạ. Ăn lấy 6 cái rồi đi ăn cái thấy cô trên mà thơm thật luôn á. Trời ơi, người ta ăn của con một lần là bao nhiêu cái. Cho bà ăn cái đi. Để cho tỷ. Dạ. Ba cái hẹ đi. Rồi. Ba. Lòng lòng phải không? Không có. Hai cái không chiên, một cái chiên. Hai cái không chiên, chiên chiên rồi rồi. Cái chiên sơ thôi. Rồi rồi. Đẹp quá, cái này vừa rồi nè. Rồi rồi. Cái đó là chín rồi, có người ta ăn không chiên được. Cái này là chín rồi đó. Dạ, chín hết rồi ạ. Rồi, cái này có người ăn không chiên. Rồi rồi rồi, để qua lấy cho. Hai cái đó cũng được. À đây cô có bàn ghế ăn tại chỗ này kìa nhỉ. Trong đây này. Khách đến đây ngồi ăn được. Đó, có bàn ghế đó. Ăn luôn phải không? Không, con mang về ạ. Cô gói cho con thì con mang về. Ồ, thấy hấp dẫn quá. Chắc là sẽ ngon đấy. Thử đi. Dạ. Ngon ngon. Dạ. Có cái ông đó loại ăn là tầm cái chi. Nó giòn nè. Có người thích ăn chiên nó thơm hơn. Dạ. Thử đi, trời ơi về là nó muốn ra đây kiếm bán đây luôn hai cái à. Có ăn ớt không? Đây cô làm cho khách ba cái này. Cho ớt cho nước mắm vô đó. Nhưng mà cái này mình chế biến mình làm ở nhà hết rồi xong mình ra chiên đúng không? Đúng rồi. Yeah. Cái này người ta mua không có chiên hoài là mỗi nay. Tại em nó mới là một cái này mình về ở bên Mỹ qua lâu lắm rồi không ăn. Yeah. Đây là chắc của mình Việt Kiều biết nhiều ấy. Đúng rồi, Việt Kiều biết nhiều, Việt Kiều lại quay hoài vậy. À, Việt Kiều cũng người nước ngoài cũng đến quay luôn. Ừ, ông Tây cũng quay. Dạ, cái món bánh này thấy hot. Để ớt riêng bây giờ mình mới biết. Để ớt riêng dạ, để ớt để nước mắm riêng. Ôi, nó mới biết thì không có gì, bánh này là bán lâu rồi. Em ở đâu? Em ở bên quận 7 ạ. Dạ. Quận 7 ạ. Dạ, hay đi quay đồ ăn ở quận 6 ạ. Dạ. Mấy ông Việt Kiều quay hoài à. Dạ. Khai môn thì có một chấm nha. Dạ. Cái này chắc để đến chiều vẫn nóng nó giòn đấy nhỉ. Chiều thì nó không có nóng rồi đó. Nó giòn không? Giòn thì cũng dạ. Không biết là anh chơi à. Dạ. Xa cái đi. Rồi rồi, không phải vậy. Xa cái. Nó tiếng hoa đó. Đúng rồi, nó tiếng dạ. Hoa đó. Dạ. Hoa mà. Ở đây người hoa mà. Chắc là chị đây là khách quen này. Quen lâu năm. Mà ăn hoài mà. Lâu năm. Ăn ăn từ đó tới giờ, từ nhỏ lớn. Ngủ ăn từ nhỏ luôn đó. À. Đây là chị gái người Hoa ăn từ nhỏ đến lớn ở đây này, cái xe bánh của cô này. Dạ. Thì anh ăn thấy cảm giác sao? Trời ơi, có nắng sao vừa còn cái tầm quay hoài cái gì? Nếu vừa có nắng cái tầm quay hoài cái gì? Bỏ chị cái chị vô cốc rồi mà. Chị bán là tới giờ. Đó, thấy không? Dạ. Ngon, mẹ lớn dạ. Bây giờ nha. Má
Nhưng mình ăn cái này mình có cái cảm giác nghiền cái hương vị gì không chị? Có dạ. Người á, nhỏ nhỏ ăn xong rồi đi xích ngoại rồi về ăn tiếp nữa. Dạ. Chắc do mình nghiền cái khẩu vị đó của người Hoa. Đúng rồi, dạ. Đặc biệt của người Hoa chứ về cái này mà kiếm người bán nữa là khó lắm, chỉ có mấy khu người Hoa còn thôi. Dạ, chắc còn có cô, không biết còn nhiều người nào nữa không, đi chắc kiếm á. Còn mà còn chứ, dạ. Khách tôi đông mà. Dạ. Không phải người bán cái món này á cô. Chắc hiếm lắm. Thì hết đúng rồi. Dạ. Cái này có người bán nhiều chín trời nắng rồi mà ăn nằm nắng rồi. Dạ. Cái khẩu vị của y không có giống của. Cũng nhiều người bán lắm á mà cái khẩu vị nó không có giống của. Thì sao lưu chỉ cái sĩ giặt chui gà họ chê. Chui gà họ chê. Cái này nó càng nắng cuốn mà. Em dạ, cho béo quá tỉnh lại quá chó hồi nặng phải ùa cái nè. Ăn án là xua thân cái ăn ăn á. Cho béo lớp bẹt. Lưu cái này sao mà hả? Hồng dưa thiên hương á. Đặt hơn 100 mấy cái á. Bánh nó liệu quá nè. Dạ, có nò quần xỉ. Thấy cô mới mở bán mà chiên thì không kịp để bán á. Khách phải đợi nha cả nhà. Trời ơi, nhiều bữa anh lại đây đứng xếp hàng luôn. Dạ, xếp hàng luôn đó. Cái hệ cái môn hả? Lấy ớt dạ. Không chứ? Cái hệ cái môn ớt không? Dạ. Tới nó giòn giòn cũng lâu. Vâng, cái thời gian chiên lâu. Không có đứng, không đứng được cái cửa mà quay đâu. Dạ. Sợ nha. Ồ, cái này tháng mình ăn chay mà chắc khách đông lắm mà cô. Thì cũng vậy thôi à, wow. Tùy theo à. Dạ. Chắc thấy... không chứ? Thấy anh nói mà không có chỗ đứng luôn á, là khiếp rồi. Tùy theo à, hơn tôi à. Dạ. Em bị sỏi á. Em đi mai đặt chứ. Hôm nay khách rồi. Dạ. Mai nhầm à. Bánh độc đáo, hiếm có ở Sài Gòn. Chắc còn sót lại mình cô quá. Dạ. Bánh cũng là nhiều người bán á. Dạ. Ở ngoài Sài Gòn người ta mà bán đi Sài Gòn bán cũng làm khá hơn bánh chị. Bánh chị là ăn chay được luôn, cũng dạ. Thì ăn mặn. Không biết có ngon hay không mà nhìn thấy cái màu hồng nó đẹp quá. Dạ. Cô đổi hai tờ. Chị nè. Trời ơi, bùi thiệt quá, quá tiếu mới mà. Ta miễn thì buồn xịn quá. Đã rồi. Cái này hả? Lô phải hình bò hình là thằng kia. Bò cá có gì hả? Bò cá trên mỏ. Cá có nằm à? À hồi kia chứ hả? Quên quá tỉnh ẩn chứ. Ở đây bà cụ cũng người Hoa luôn này, biết nói tiếng Hoa luôn này. Ở đây là một người Hoa không à. Dạ. Một cái quận 6, quận 5 là người Hoa chứ. Dạ. À, dưới này có cái bếp than, bếp củi này. Luôn dạ. Hết là cho củi vô á. À, củi luôn, không có xài than. Xài là kiểu xài củi. Bếp cổ đó. À, dạ. Bếp củi rồi chứ cổ được không cổ. Mới thay bếp mà bếp cổ. Mới thay bếp mà. Tưởng cái bếp này thời cổ rồi chứ. Đó là bếp này bếp mới mua à cô? Bếp mới mua nó hư, xài lâu rồi phải hư rồi phải đổi rồi. Dạ. Rồi đó. Tưởng cái bếp là mấy chục năm luôn đó. Có là, dạ. Là mấy chục năm. Mấy năm chắc là mấy chục năm cái gì. Dạ. Dạ chiên này mà chiên khoảng 200 cái thứ mệt nhờ, lâu quá. Dạ. Tại mình phải đợi nó chín, thời gian nó lâu. Người ta muốn ăn lẻ thì lẻ lắm. Dạ. Hai ba tiếng đồng hồ là hết. Còn người ta muốn ăn chậm thì thời gian nó cũng chậm lắm.
Nếu mà mình đến mà mình có sẵn thì nó là mất giòn đúng không cô? Mất nóng không? Mình phải để trong cái chảo cho nóng. Người ta lại mua mình bắt đầu mình mới lửa lên để dạ. Mua để từ từ than thôi. Chứ mình không có chiên sẵn để. Không không. Dạ. Chiên sẵn ít cái chiên sẵn. Dạ. Bán ra đầu chiên ra đó. Dạ. Thế ăn mới nóng giòn đó. Nếu hôm qua em muốn đợi quay là hết rồi. Còn dạ. Đúng rồi, hôm qua đến là xin quay và hết rất sớm luôn. À, bên đây có bán ốc, hải sản. Đây chắc hai cô là chị em trong gia đình. Sao thấy cái trên này nó cái chảo kiểu nó bị nghiêng dốc xuống nó để cho nghiêng nó dễ bút dầu. À dạ. Con tưởng sợ bên này không có dầu nó cháy. Đó, sau đây mình xin kết thúc video á. Quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó là bánh hẹ đó. Thấy ở đây bán là hấp dẫn và nổi tiếng ở khu vực này, cả nhà bánh của người Hoa đó. Cô chú chị bạn ai có sở thích món này hay ở gần thì ghé đây ủng hộ nhé. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều. Dạ.